Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Bộ Công an cho biết, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lực lượng trinh sát, xác minh, làm rõ một số đối tượng có biểu hiện thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng của Vietcombank, Agribank, BIDV được giao bán vàng bình ổn giá trên địa bàn thành phố. Bước đầu xác định có khoảng 4 đến 5 nhóm riêng biệt và trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng. Sau khi số khách hàng nghi vấn được thuê, giao dịch mua vàng xong với ngân hàng. Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm. Sau khi được lấy số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các địa điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng. Theo dõi các đối tượng chính, các trinh sát xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc. Trước đó, Phòng An ninh Kinh tế đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội thành lập 3 tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán vàng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra xử lý vụ việc tổ chức trái phép chất ma túy liên quan tới quán bar Astro ở số 21 đường Trần Nhật Duật. Trước đó, hơn 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác đã tiến hành kiểm tra đột xuất quán bar. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhiều người, bao gồm cả nam lẫn nữ, đang có biểu hiện phê ma túy, lắc lú trong tiếng nhạc chát chúa. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện gần 30 trường hợp dương tính với các chất kích thích, trong đó 25 trường hợp ở 4 bàn của quán có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là vụ án tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn bị công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá. Thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để bắt tạm giam với 3 đối tượng, điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 3 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Nguyễn Nhân Trung, sinh năm 1991, trú tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Cái Văn Nhật, sinh năm 1999, trú tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Trịnh Quan Giao Lâm, sinh năm 1991, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động, công an thành phố Đồng Xoài và công an xã Tiến Hưng bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng. Trước đó, lực lượng công an phát hiện Trung và một cô gái trẻ ở phía sau căn nhà. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần của Trung có một số bọc ni lông chứa các viên nén màu vàng và tinh thể màu trắng. Làm việc với cơ quan công an, Trung khai số viên nén trên là ma túy dạng lắc, còn tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp. Cô gái đi cùng là bạn gái của Trung, nhưng cô gái không biết hành vi phạm tội của bạn trai. Khám xét khẩn cấp căn nhà đang thuê, công an thu giữ nhiều loại ma túy và các đồ vật, tài liệu có liên quan. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Cái Văn Nhật và Trịnh Quan Giao Lâm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua trưng cầu giám định, tổng số lượng ma túy do cơ quan công an thu giữ hơn 5 kg ma túy các loại, gồm MDMA, methamphetamine, ketamine và morphine. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1984, trú ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và vợ là Trần Thị Hiền Trang, sinh năm 1993, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Vũ Trung Hiếu, sinh năm 1995, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Nguyễn Kim Cương, sinh năm 1990, trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Khám xét chỗ ở của Hiếu và Trang thuê tại tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 54 viên đạn, 2 cân tiểu ly, 5 túi ni lông trong suốt, bên trong có 52 gram chất bột màu trắng, nghi là ma túy đá, 20 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, một xe ô tô cùng nhiều giấy tờ khác nghi là giả. Tại cơ quan công an, bước đầu vợ chồng Hiếu, Trang khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định nên khi bắt đầu có giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024, Hiếu và Trang đã mua trang bóng, sau đó mời chào và lôi kéo một số đối tượng tham gia cá độ để cùng hưởng lợi. Và từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay, vợ chồng Hiếu Trang đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Việc xác thực hai yếu tố bằng mã OTP được xem là biện pháp bảo mật an toàn. Tuy nhiên, các tin tặc đã tìm ra kẽ hở để sử dụng phương pháp này tấn công lừa đảo.
Khi nạn nhân nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào website giả mạo, kẻ lừa đảo sẽ tự động thu thập thông tin ngay lập tức theo thời gian thực. Sau đó chúng sẽ đăng nhập và kích hoạt việc gửi mã OTP đến điện thoại của nạn nhân. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu, VNEID, mã OTP, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào không có trách nhiệm, không làm theo bất kỳ hướng dẫn từ số điện thoại lạ gọi đến. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.